Đồng Tháp khánh thành và chính thức thông xe dự án cầu Cao Lãnh. Thưa quý vị và các bạn, tôi có dịp đi phà Cao Lãnh và có dịp ghi lại một số cái hình ảnh của chuyến phà. Và hôm nay thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng nghe được một cái nội dung của chuyến phà và cảm nhận rằng là cũng hay quá. Thôi thì kể từ đây người dân của đồng bằng sông Cửu Long sẽ đỡ vất vả hơn trong cái việc mưu sinh. Tôi giới thiệu sơ cho quý vị và các bạn về cái phà Cao Lãnh nhé. Cây cầu dây văn bắc qua sông Tiền nối liền thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp đã được khánh thành và cho các phương tiện lưu thông vào 13 giờ cùng ngày. Theo Bộ Giao thông Vận tải thì 4 năm thi công dự án cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh và phà Vàm Cống đã hoàn thành. Theo đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018 và thống nhất nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng với tổng chiều dài là 24 km nối thông quốc lộ 30 và quốc lộ 54 tỉnh Đồng Tháp. Các cái công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc hoàn thành xây dựng cầu Cao Lãnh sẽ sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ và đối với phản ứng chính phủ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong. Sau gần 4 năm rưỡi thi công, dự án tổng chi phí xây dựng khoảng 7.500 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á và đối ứng của chính phủ Việt Nam. Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài là 2,01 km, nối tuyền liền cầu Cao Lãnh và phà Vàm Cống dài 21 km, đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự tầng hạ cơ sở Hạ Long, tiền thân của ban quản lý dự án Mỹ Thuận là đại diện của chủ đầu tư dự án. Cầu Cao Lãnh cách bến phà Cao Lãnh 0,8 km về phía hạ lưu, cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35 km về phía thượng lưu, được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng, nhịp 350 m, chiều cao thông 37,5 m, trụ tháp hình chữ H cao 123,4 m, mặt cắt ngang. Tuyến nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống được thiết kế và với một cái quy mô là 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế là 80 km/h cùng với cầu Vàm Cống. Cầu Cao Lãnh thuộc dự án giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Việc hình thành hai cây cầu này giúp người dân tỉnh Đồng Tháp, dân Kiên Giang, thành phố Cần Thơ không còn phải sử dụng phà Cao Lãnh và phà Vàm Cống mất nhiều thời gian như trước. Một chiếc tàu có đầy đủ thức ăn, thức uống, quần áo là cả một cơ ngơi của người Việt sông nước.
vào khoảng 2.000 mét, khoảng 2 km, với tổng số tiền dự kiến là lên tới con số khoảng gần 1 tháng 5. Thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng bảo rằng chuyện là cái chuyện thiên cơ bất khả lậu, mình không cần quan tâm, chỉ biết được rằng đi phà cảm thấy vui hơn. Không có sự chờ đợi. Cũng có một cái phà 60, phà này phà nhỏ quý vị ạ. Nối với huyện Lấp Vò, một đầu còn lại bờ bên kia thì nối với thành phố Cao Lãnh. Thì Cao Lãnh con. Cầu Cao Lãnh đó, hồi nãy con mới thấy luôn. Con mới thấy cầu Cao Lãnh. Chú giỡn thôi. Chú thấy con gái lanh quá cho nên chú giỡn thôi nha. Ngoan quá cậu lên ha. Dạ. Con mới thấy ha. Nghe không con? Nói cho chú nghe coi, con đi về với bà nội thì con qua mấy cái cầu, mấy cái phà. Con thấy cầu Cao Lãnh đẹp không? Rất đẹp á. Bữa thời gian sau thì về nội đi trên cầu đó. Rồi, bữa nó nói với mẹ kêu là cầu này cầu dầm cống, nó nói không cái này Cao Lãnh. Giờ là con đi được đó, tại vì cái ông đó ông mất qua bển rồi, ông bị công chuyện gì đó ông thôi chưa có. Ông đó ông bị công chuyện gì cho nên cho tới giờ không thông cầu. Nói chung là cũng nghe nói lại cho em không rạch, xếp đây là ông về quê rồi ông. Bên Nhật mà phải không anh? Cầu này của Nhật mà. Rồi ông về quê rồi mất công chuyện gì đó, Khánh Thành, đúng rồi Khánh Thành rồi đó, trước 30 tháng 4 đó. Nhưng mà đúng không? Quê, tôi cũng nghe trên báo đài nói 30 tháng 4 làm rồi. cà tơn đi tới thì 30. Ông về quê ông mất công chuyện gì đó, ông bà gì đó mất rồi bắt đầu cái ông bình lên đó.